Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Chat Đồng Bảy của chưa. Hôm nay là mình sẽ tiếp tục với Thợ Săn Áo Mày do Amazon Hunter.io, Thợ Săn Tên Thưởng. Như các bạn đã biết, lần trước chơi ông Đà Vi Lúc ông yếu quá nên là đánh hơi ngư. Lần này mình xách cả đại ca sang hồ ra để uống nhau với chúng nó. Trước đây là chỉ có kiếm red này thôi, kiếm bình thường thôi. Lần này legendary huyền thoại, chỉ cần kiếm huyền thoại trong truyền thuyết. Giữ hâm. Nhìn này, nhìn lại mặt anh này đấy, anh này chắc chắn là ra chiến trường nhiều rồi nên mới sưng mặt này. Còn đeo cả võ đài, chắc chắn anh này đô vật này. Không biết có chạy chậm không ấy, cứ vào chơi là biết đấy. Ôi thằng nào assassin kìa, nào ok chiến thôi. Ủa truy ui one hit one kill luôn ạ. Đủ thằng mù rồi, mạnh thế nani ấy, là thằng đại ca giang hồ mạnh luôn. Con nhà mà đủ. Ui thằng này đâu vậy, ta người vô hình, ngươi không nhìn thấy ta đâu. Ôi ok, con ơi vừa nãy vừa vào ăn ngay cái mũi tên của nó mới cay đầu chưa, nhưng mà chưa chắc đuôi đã lọt con ạ. Rồi ủa chúng độc thế, đậu xanh nhà nó 45 đứa mới kinh. Ok ui cái thanh niên bú thò này sao chạy nhanh thế. Đợi chúng hết chạy nhanh con ạ. Nào skill đây, bão độc đây. Láo này thích đánh mùi à, mùi là hơi bị con nhà mà ngoạn ấy, đừng cứ đùa đi ra rùa. Đây cái bão độc. Wow, ui chết rồi, xong mà đống này hơi nguy hiểm rồi. Đâu anh ơi, đâu. Trời kiểu ta là người vô hình, người không nhìn thấy ta rồi. Xanh này kia chứ. Ok đi, một người nữa là đủ chết rồi. Có skill, no. Anh ơi, có người vô hình kìa. Ôi giời, vào kìa. Ok, nào. Láo. Yes. Top 1 rồi các bạn ơi. Đúng là đại ca giang hồ khá. Hóa yêu đi bên lên chúng nó tưởi gì ấy. Ăn láo rồi, úi dồi. Nào láo với anh à, định đùa với ninja rùa này. Phải quá láo ấy, vừa vào anh đã giết được 4 mạng rồi. Đủ thằng mù. Húc cửa anh cửa. Anh là người cứu tinh cho chú đấy. Con này úi dồi. Này thì láo. No. Bắn phát. Ok. I am crit dam. Ui giời. Bật khiên. Hóa ra mình mãi chạy quá mình không hiểu. Ô đậu xanh. Thôi. Giờ anh chưa có skill đâu nhá. Mình chưa quánh nhau đi. Đấy. Mình còn chưa có skill. Không quánh nhau được. Láo này. Thôi cái này hay này, cái skill này hay này. Nào đánh, ok 2, 1, 0. Ok. Nào, hút phát. Chiều, giữ âm. Giết được 2 người rồi. Ngon quá. Thanh niên cầm vũ khí à. Búa với mình này. Láo tốt. Tốc đánh cao lên. Ôi giời. Phán lẹ. Ok, đang chém nhau kìa con ạ. Ninja, không phải ninja mà là Samurai này, top 1 luôn. Ok con ơi, giờ mình đã quay trở lại rồi. Ấy, hóa thành đại ca giang hồ thay vì ông Tân Vlog ấy. Win luôn này, đại ca giang hồ không nấu cái gì cả, không nấu nướng gì cả nên không thuận. Cây đàn guitar có đại đội ba này. Cây cú này. Thế sợ mấy cái nhìn chắc đang cay lắm con nhỉ. Vì mình cầm kiếm lẹ. Ui ố mình có làm gì đâu mà lên máu kìa, ngon. Vampire đánh cho nó đau con ạ. Phóng như giờ
là nào. Wow 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 wow. Thôi thôi anh ơi, xịt hết rồi. Click xịt hết rồi các bạn ạ. Đánh thì đánh nhưng mission hết. Đậu xanh thì nó đủ. Ôi thôi, nó mạnh quá các bạn ạ, nó mạnh quá. Nào siêu lên, khiên lên. Nào, dám láo bùa giỡn với anh ạ. Ôi, thanh niên kia đâu đâu, thanh niên cầm búa kìa. Búa này, búa này, búa này, búa này, búa này. Nào, thanh niên cuối cùng, thanh niên cuối cùng. Quá đẳng cấp con ạ. Ấy, đạn ca răng hồ. Ấy, gọi là gần như thống trị luôn. Quá kinh, quá nguy hiểm. Úi giời. Này, cứu, láo, láo này, ok. Vô đi solo. Úi, thanh niên thấy con cầm một cái mỗi cái rìu đéo mà cứ thích leo lên thế nào nhỉ. Rồi nào, ok con nhân, nhìn này, làm sao đây chà, đấy nó phải như thế, nó phải gọi là như thế. Đậu xanh, ui thằng nào chém xa phải rồi. No 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 no, mình đang bị bùng một phát rồi. Ok, con mình đang bị bùng một phát thì nó chém như chết mẹ. Mặc dù đại ca giang hồ đấy nhưng mà vẫn thua tè tè vài lần thôi. Xem bu dài á, xem. Ui, kiếm nó cũng chém chảy máu luôn ạ. Mình tưởng mỗi cái đao của mình là chém chảy máu thôi anh ơi. Đao của mình chém chảy máu luôn đâu. Sang đấy. Wow, đao thần kỳ. Ui, đại đao hơn cả lữ bố luôn. Cái siêu lực. Ui, thua một thằng gà bắp con ạ. Thanh niên thua một thằng gà bắp. À, đủ, đây. Không hạn được gà bắp. À, quỷ vương xứ nào đấy? Quỷ vương xứ nào? Thằng quá intimate con ạ. Quá cuồng nọ. Ây. Nào, ui, nó cầm có mỗi kiếm lở. À, kiếm lở thích thể hiện là thích thể hiện. Thể hiện đi. Thể hiện đi. Ủa, thanh niên. Ủa, thanh niên cầm kỳ gai. Wow, 4 mạng rồi. Ok. Tốc độ đánh lên. Ôi rồi thanh niên này. Quỷ đến gần lắm rồi. Quỷ này. À, quỷ này. Láo pét 6 mạng rồi. Ok. Bây giờ mình phải đi thôi các bạn ạ. Mình phải đi thôi. Nào, úi giời xong mình lại đi vào trang trại. À, được rồi. Thấy địch. À đù, nó invisible luôn ạ. À, ta thích ta là người vô hình, người không nhìn thấy ta. Ok. Thích ta là người vô hình, người không nhìn thấy ta nè. Vừa nãy đại ca giang hồ nhiều quá rồi. Chơi trận cuối xem con đại ca giang hồ nữa. Úi, một hit chết luôn. Đậu xanh mạnh thế này thì ai cân lại anh. Úi dồi. Đừng nói cái thằng cây đàn guitar. Úi dồi, bị chém cái thằng cây đàn guitar cho chết. Thôi, video đây là kết thúc rồi. Tạm biệt tất cả các bạn.